thà mà nói em muốn phỏng vấn cái bạn ứng cử viên nam được không ạ? Dạ được. Thứ nhất, khi hôn em có quy định phải nghiêng bao nhiêu độ không? Khi hôn em có quy định phải nghiêng bao nhiêu độ không? Dạ không ạ. Rồi, câu hỏi thứ hai, em sẽ sẵn sàng là chung tay làm tất cả công việc nhà, không phải là vì em đang giúp đỡ bạn nữ mà vì là nhà chúng ta ở chung và chúng ta cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Em có đồng ý với điều này không? Dạ em đồng ý. Ok vậy thì chị Duyệt. Dạ, hỏi là lý do tại sao hỏi cái câu là hung là nghiêng nghiêng mấy độ? Bởi vì cả hai bạn mới chưa có kinh nghiệm, mình e rằng là cái đầu óc của kỹ sư mà đòi hỏi kỹ thuật nó phải chuẩn và khác. Mình cứ hơi mình phải vén thôi em gái mình. Hỏi coi bạn có khó tới mức vậy không đó. Ủa chứ bình thường nghiêng hung là nghiêng mấy độ? Dạ tùy hoàn cảnh ạ. Chỉ cách nhau cái hàng rào tình yêu thôi, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau rồi chút xíu mình gặp nhau sao nhá. Mời nhà trai. Xin chào quý vị khán giả, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em tên là Vũ Đức Quyền, em quê ở Hà Nội và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm vì gì ở Thành phố Hồ Chí Minh? Hiện tại em đang là kỹ sư ạ. Kỹ sư về gì Quyền? Hiện tại thì em làm về cơ khí ạ. Cơ khí xây dựng ạ. Rồi em ở Thành phố Hồ Chí Minh ở quận mấy? Dạ hiện tại em đang ở Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh ở với ai Quyền? Hiện tại em đang ở một mình ạ. À, thuê nhà ở. Dạ đúng rồi. Rồi kỹ sư Quyền, em sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 1990 ạ. 90, kỹ sư Quyền năm 90. Nhà gái chào Quyền nhá. Dạ em chào chị ạ. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ em tên là Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1991 và cũng học chuyên ngành tiếng Nhật luôn. Dạ và hiện tại là nhân viên văn phòng. Em đang làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở quận Nhất ạ, ở gần nhà thờ Đức Bà. Dạ còn mình là sống ở đâu? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Sống Gò Vấp là quê mình đó luôn hay là dạ, mình? Quê em ở Hà Nội ạ. À quê Hà Nội luôn. Ở đây nó có sự trùng khớp á là Quyền là kỹ sư từng đi du học ở Nhật, còn cô gái bên kia là cô ấy là phiên dịch tiếng Nhật. Hai bạn thử chào nhau về tiếng Nhật cái coi. Konbanwa. Konbanwa. Hajimemashite. Mình hỏi coi bạn Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu đó Quyền. Hỏi thử xem. Bạn ご飯 食べました. À 食べました. 私もまだ食べてないです. Trang sàng ですね. はい, ちゃんと申します. Trang sàng は実家は Hà Nội ですけど, Hồ Chí Minh に何年間住んでますか? 中学生の頃, 家族と一緒に引っ越ししましたので. はい. 今家族, ご家族は今全員Hồ Chí Minh で住んでますか?今は、一人で住んでいますか。はい、わかりました。ありがとうございます。OK、ありがとう。Nói chung hai bạn về cãi nhau bằng tiếng Nhật cũng hay lắm á. Nó đỡ buồn lắm, không phải thay đổi trạng thái á. Dạ. Em trai, em có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em thì em chỉnh chu, làm việc nghiêm túc, chăm chỉ và em sống gọn gàng. Là ưa sạch sẽ. Em đi Nhật được bao nhiêu năm? Dạ em qua Nhật vào tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2021. À lại mở cũng nhiều năm đấy ha. Dạ. Tức là cũng quen cái phong thái phong tục bên đó rồi. Dạ. Em có khuyết điểm gì? Khuyết điểm của em thì khá là cứng nhắc. Cứ theo thế mà làm. Dạ. Tại công việc nó cũng ảnh hưởng nhiều đến. Tức là kỹ sư đôi khi cũng hơi khó tính chút xíu. Nếu mà sai chút xíu thôi rồi cũng hỏng việc đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng em có áp dụng cái khó tính đó vào tình yêu, hôn nhân, tình yêu gia đình không? Việc áp dụng thì em sẽ nghĩ là em sẽ không áp dụng, nhưng mà do thói quen thì cái này em, nếu mà ví dụ có đến với nhau thì em rất mong bạn nữ sẽ hiểu điều đó và khi mà chẳng may gặp phải thì có thể thông cảm đúng với em. Mà cô kia cũng hiểu gọi là văn hóa Nhật mà, anh nghĩ chắc cũng được. Dạ. Ha. Thôi mời nhà gái. Cô gái thì sao, ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm của em là thẳng thắn, thật thà, trung thủy. Còn khuyết điểm của em là cũng hay quên. Với cả kiểu như khi thẳng thắn quá thì cũng hay dễ mất lòng. Mất lòng người khác. Thẳng thắn quá dễ mất lòng hả? Dạ. Qua Nhật có người yêu bệnh không? Thời gian em ở Nhật thì em không có người yêu. Mấy năm ở Nhật không có người yêu luôn? Lúc đó em qua thì em với cái ý nghĩ là chắc là làm vài năm rồi về. Thế nên là em cũng tránh cái trường hợp nó lỡ dở á. Em cũng kỹ ghê ha. Chứ không phải người ta qua phải yêu đại cho đỡ buồn. Lúc đó công việc của em cũng khá là bận. Lúc đó em thích tập trung cho công việc nhiều hơn. Nói chung là bên đây ta chỉ lo sự nghiệp trước cái đã. Cũng chưa đến đến chuyện hôn nhân hay là yêu đương tầm lum tầm la hết trơn á. Cô gái của chúng ta thì sao? Tình trường như thế nào? Em cũng nghiêm túc, tốt không kém. Kiểu như cũng chỉ có mới hai mối tình. Nhưng mà trong đó là hết. Cái mối tình đầu tiên là đơn phương hết 6 năm rồi. Em đơn phương 6 năm. Năm. Còn mối tình thứ hai thì kiểu như là trước đó làm bạn bè. Rồi sau đó mới quen kiểu nhỏ như nhỏ quá không nghe. Không có hợp. Cái thành ra là cũng chia tay ạ. Rồi có một nụ hôn đầu tiên trong tình yêu gì chưa? Lúc đó
lúc đó là bạn cũng đi Nhật, xong rồi em thì ở Việt Nam. Còn trước đó khi mà còn làm bạn bè thì em đi Nhật thì bạn đó ở Việt Nam, cho nên là cũng chưa có hôn gì hết. Trời ơi, chưa có nụ hôn đầu đời luôn. Không có nụ hôn đầu đời trong tình yêu luôn. Em thấy hai người này cũng lạ nha, một người đi nước ngoài rất nhiều mà chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu người nào đó để cho nó đỡ buồn, bởi vì ta rất nghiêm túc trong tình yêu. Em gái cũng vậy luôn. Được, hai người này thấy được á. Rồi bây giờ mình nói chuyện tương lai đi. Tương lai coi. Đó, bây giờ em chú rể tương lai làm sao nè? Đó, em muốn chú rể tương lai làm sao? Em thích thì cũng là người chín chắn. Hả? Lớn chắn mình... lớn tuổi hơn em. Bên đây ta kỹ sư rồi nha. Dạ. À, ta đi trải nghiệm rất là nhiều rồi, làm việc ở nước ngoài rồi. Dạ. Hơi kỹ tính chút xíu đó. Về ngoại hình em có mong muốn gì không? Ngoại hình thì cao hơn em. Để chị Lan qua nghía. Đó, bây giờ nói coi em thấy em. Dạ. Em ơi. Dạ. Body siêu đẹp. Siêu ngon. Trời ơi. Ngon không? Bây giờ em có hình dung là một người yêu lý tưởng của em như thế nào không? Em thiên về tính cách hơn. Cứ hiền lành, lương thiện và có tính thương người. Em nhìn thấy cái điểm đấy là em rất... Tức là người ta thích ngoại hình, nhưng ngược lại em là thích tính cách. Cũng hay đó. Rồi có điểm gì em không thích ở phụ nữ không? Ở dơ ạ. Ủa đó giờ có gặp phụ nữ ở dơ lần nào chưa? Nào giờ có trường hợp nào mà mình thích cái bạn đó xong rồi mình phát hiện ra bạn đó ở dơ cái mình nghĩ thích không? Em sẽ cố gắng cải thiện bạn này trước. Nếu mà không được thì thôi. Em nghi ngờ phụ nữ tôi ở dơ. Phụ nữ lúc này gì? Phụ nữ sạch sẽ lắm. Thôi nói chung để hai người nói chuyện với nhau được, hai người này họ hiểu nhau. Hai người này phải tự nói chuyện với nhau thôi, mình không can thiệp được. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với đồng nghiệp của em ạ. À đồng nghiệp. Đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Dạ. Cùng quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay. Em tên là Trần Lê Tuấn. Thì em cũng là một người em, một người bạn, một người đồng nghiệp của anh Quyền. Từ đầu chương trình tới giờ thì theo cái sự hiểu biết của em và cái sự quan sát của em thì giữa anh Quyền và chị này thì cũng có khá là nhiều điểm chung. Thứ nhất là về tiếng Nhật. Thứ hai là cùng ở Hà Nội. Thứ ba là một người ở Bình Thạnh thì một người ở Gò Vấp thì cũng gần. Hai người đều hiền như nhau. Thì cho tới thời điểm này thì em cũng có một điều nói với anh Quyền là với chị là thì nếu như mà hai người có cảm xúc trong thời điểm một chút cũng được thì hãy cho nhau một cơ hội, thì biết đâu từ cơ hội đó, từ cơ hội nhỏ mình sẽ có một cái cơ hội lớn và sẽ tiến tới một cái happy wedding. Rồi em xin hết. Cảm ơn em. Em đi với ai? Em đi với chị. À, với chị bạn thân. Dạ em chào anh Tuấn Linh, em chào chị Ngọc Lan và xin chào tất cả quý vị khán giả. Thật thà mà nói em muốn phỏng vấn cái bạn ứng cử viên nam được không ạ? Dạ. Mời được em. Thứ nhất, khi hôn em có quy định phải nghiêng bao nhiêu độ không? Khi hôn em có quy định phải nghiêng bao nhiêu độ không? Dạ không ạ. Rồi, câu hỏi thứ hai, em sẽ sẵn sàng là chung tay làm tất cả công việc nhà không phải là vì em đang giúp đỡ bạn nữ mà vì là nhà chúng ta ở chung và chúng ta cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Em có đồng ý với điều này không? Dạ em đồng ý. Ok, vậy thì chị Duyệt. Rồi, cho hỏi là lý do tại sao hỏi cái câu là hung là nghiêng mấy độ? Bởi vì cả hai bạn mà chưa có kinh nghiệm, mình e rằng là cái đầu óc của kỹ sư mà đòi hỏi kỹ thuật nó phải chuẩn và xác. Mình hơi rén thôi em gái mình. Hỏi coi bà có khó tới mức vậy không đó. Ủa chứ bình thường nghiêng hung người nghiêng mấy độ? Dạ tùy hoàn cảnh ạ. Tôi hỏi dài. Nói chung là không đến mức khó vậy đâu. Cảm ơn nhà gái. Có gì nữa không em? Dạ, vậy thì em nghĩ là với hai cái câu, với hai câu hỏi của em và hai câu trả lời như vậy thì em nghĩ là hãy nhận nút. À, rồi. Cảm ơn nhà gái rất nhiều. Bây giờ thôi thì mở nào. Anh có một quà nào tặng. Dạ, cảm ơn. Anh sẽ mở ra cho em. Cái vòng là anh đi Phú Quốc. Dạ. Anh đi một mình, anh đã mua nó để sử dụng vào một dịp đặc biệt. Còn đồng năm yên chắc là em cũng biết, trong tiếng Nhật là từ gối em, đó là từ duyên, và anh hy vọng là từ đây chúng ta sẽ có một cái duyên tốt. Cái này là món quà em đi Hà Nội, đặc sản Hà Nội chè lam. Cảm ơn em. Cho em để nhờ. Rồi, bây giờ hai bạn ngồi ghế đi. Tại chương trình trước em thấy anh Quyền Linh có một lần anh ăn một món quà, vì thế em phải dặn trước là đây là của em. Cái gì không nghe. Em đùa rồi, em đùa rồi. Cũng mời tôi duyên ai về. Cũng may bữa nay em chưa ăn chứ. Anh đang chờ chủ em ăn trước là làm hết hộp đó, không phải duyên đâu. Ôi đúng là tôi tật xấu, nhiều người biết quá.
Thôi, hỏi câu chuyện đi em. Trang có điều gì muốn hỏi anh không? Trang, dạ, anh thấy em như thế nào anh? Trang ít nói đúng không? Dạ, cũng tùy trường hợp, tùy người nữa. Ấn tượng đầu tiên của anh là Trang xinh hơn những cái mà anh nghĩ trong đầu. Cảm ơn anh. Anh thì hay hoạt động thể thao, dạ, chạy bộ. Cuối tuần anh cũng đi đánh cầu lông á. Em có chơi cầu lông không? Em thì em đánh bóng bàn. À, vậy hả? Với cả em cũng có tập gym với yoga luôn. À. Dạ. Vậy anh nghĩ là mình hợp nhau đấy. Trang nghĩ cuộc sống hôn nhân là sao? Hai người nhận nhịn nhau và có sự chung thủy ở trong hôn nhân là điều quan trọng. Còn lại mình có thể mình chung tay mình góp lại xây dựng một cái gia đình. Cái đó là điều em hướng tới. À, anh cũng nghĩ như vậy á. Theo Trang, nếu mà mình tìm hiểu nhau bao lâu thì em sẽ nghĩ rằng mình có thể kết hôn được? Em thì thuộc dạng người sống theo cảm tính. Cho nên là nếu mà cảm thấy thật sự là hòa hợp thì mình sau 6 tháng. Nếu mà cần tìm hiểu thêm thì nó sẽ dài hơn. Nếu mà 6 tháng cảm thấy là chưa có đào sâu được cái bên trong, kiểu như cảm thấy thế giới quan của họ, thì có thể là 2 năm. Cho nên là cái thời gian không phải là cái mốc cố định. Đúng rồi, em có nhiều suy nghĩ rất là giống anh. Điều gì ở người con trai khiến em cảm thấy bất an? Họ lạnh lùng, và nếu mà mình nói, mình hỏi gì đó không có trả lời. Tức là nếu mà cái lúc đó anh cần thời gian suy nghĩ thì anh nói rõ ra là cho anh chút thời gian suy nghĩ hay gì đó, chứ đừng có im luôn vậy. Anh hiểu rồi. Rồi, về quyền bước tới nắm tay bạn gái để mình giao lưu một chút cảm xúc nào. Anh có thể nắm tay em được chứ? Dạ. Đó. Bây giờ nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt nhau. Cứ nắm tay như thế, hát cho nhau nghe những bản tình ca về tình yêu nào. Em biết bài Ito không? Bài hát tiếng Nhật. Bài Ito nghĩa là bài nói về một cái duyên. Cái Ito nghĩa tiếng Nhật là sợi chỉ đúng không? Thì anh sẽ hát tặng em một câu ngắn trong đó. Naze meguri au no ka o watashi tachi wa nan ni mo shiranai itsu meguri au no ka o watashi tachi wa itsu mo shiranai doko ni itta no ikete kukita no toiso toi sora no sta futatsu no monogatari tatte no ito wa anata. Em hiểu những gì anh nói đi. Cảm ơn tâm này mà. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm. Đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra lại cảm xúc của mình xem đây có phải là một nửa mảnh ghép mà ghép với cuộc đời của mình hay không. Kiểm tra lại con tim mình đi các bạn. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Các bạn rất đẹp đôi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Đó, đẹp đôi đấy. Một nụ hôn đầu tiên trên má cô ấy. Chưa có nụ hôn đầu đời luôn đó. Con gái chưa bao giờ nhận nụ hôn của ai đó. Anh có thể cầm lên mà em được. Xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quỳnh Linh, chào mọi người ở sân khấu và chào bạn trai ở bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Lệ, năm nay em 33 tuổi. Em tới từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Rồi, một cô gái đến từ Pleiku. Lệ, 33 tuổi. À, Lệ làm gì Lệ? Dạ, hiện tại em đang làm bên ngành thẩm mỹ ạ. Em đang học khung xăm thẩm mỹ và nối mi ạ. À, mình làm ở đâu cưng? Dạ em đang làm tại quận 3. Quận 3 Hồ Chí Minh. Làm quận 3 hả? Dạ. Em sống tại quận 3 luôn. À, em đang sống tại Tân Bình, gần công viên Hoàng Văn Thụ. Dạ. Rồi bạn trai. Dạ, em chào anh MC Quyền Linh. Xin chào MC Ngọc Lan, xin chào bạn nữ và tất cả mọi người đang mặt trong trường quay. Em tên là Phạm Quế Lâm, em sinh năm 1989 ạ. Em thì quê gốc của em thì ở Thái Bình, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Bình Dương. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên bán hàng sale thị trường. À, sale thị trường. Dạ. Lanh lợi đấy ha. À, nhà gái cho chúng tôi biết về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là một người hay nói, hay cười, dễ gần,
Em biết chăm sóc gia đình, thích nấu ăn. Còn về nhược điểm của em thì tính của em hay quên. Em cũng hơi hay nóng, hay giận nhưng mà dễ hết giận. Với cả em hay, cái xấu nhất là hay quên trước quên sau ạ. Sao đâu, sau này có người nhắc em phải quên. Em cũng đang tìm chị. Lệ có tật xấu gì không Lệ? Dạ hay có quên đó. Tật xấu của em hả? Là hay quên. Em thích nấu ăn nhưng mà em hay bày bừa. Trước khi mà nấu ăn xong thì hay bày bừa nên là dọn cũng hơi lâu. Lệ có dễ khóc không Lệ? Dạ. Lệ có dễ khóc không? Dạ có, em hay khóc lắm. Giống như cái tên của mình vậy ạ. Lẽ ra phải hỏi là Lệ có dễ rơi không? Lệ có dễ rơi không? Đó là Lệ rơi. Lệ rơi. Rồi mời em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì, nói cho nhà gái nghe. Dạ ưu điểm của em ấy thì là do về tính chất công việc nên là em khá là năng động và hoạt bát ạ. Và em giao tiếp nói chung là cũng khá là tốt. Sale mà. Dạ vâng. Giao tiếp rất là tốt rồi. Vâng, và em còn có khả năng về các cái lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật ạ. Làm gì? Dạ tức nghĩa là em có thể hát được. Hát hả? Vâng, đôi khi thì cũng có thể gọi là làm MC hoặc thậm chí nếu như mà cho em một cái kịch bản từ trước ấy thì có thể là em diễn cũng được luôn. Vậy đó hả? Dạ. À tốt. Bây giờ em thử làm MC. Đúng rồi. Hôm nay là đám cưới của tên em và tên bạn gái bên kia, tên Lệ đó. Ha, xin mời quan viên hai họ đến đây để chúc mừng chúng ta. Và bây giờ lễ cưới bắt đầu. Đó, kịch bản là vậy. Em thử coi làm coi sao. Em là Lâm Lệ đó. Lâm là Lệ, rừng. Rừng đó. Lệ, một rừng Lệ. Trời, nó buồn. Rồi, bắt đầu. Tôi kỳ quá. Xin được chào mừng tất cả quý vị đại biểu khách quý, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ đã đến dự hôn lễ của chú rể Quế Lâm cùng cô dâu Tuyết Lệ vào trong vườn hôm nay. Và ngay bây giờ đây, không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, tôi xin trân trọng được tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Quế Lâm và cô dâu Tuyết Lệ xin phép được bắt đầu. Yeah. Được. Nếu mà thử được làm luôn nha. Bây giờ em có mấy mối tình rồi Lâm? Dạ em có 3 mối tình ạ. 3 mối. Mối dài nhất là bao lâu? Dạ dài nhất là 10 năm ạ. 10 năm. Ủa rồi sao chia tay? Mối tình đầu tiên này của em ấy thì là cũng là người vợ trước đây của em ạ. Em có vợ rồi? Dạ em đã ly hôn rồi ạ. Có con chưa? Dạ em có một bé. Bé nhà em là bé gái, đang học lớp 1 và chuẩn bị lên lớp 2. Em chia tay vợ bao lâu rồi? Dạ em ly hôn từ năm 2018 ạ. 18 đến nay là 4 năm rồi. Dạ. Em với vợ em quen bao lâu thì cưới? Bọn em bắt đầu quen nhau từ cái năm đấy là năm em học đại học năm thứ 2. Là yêu mấy năm? Còn vợ em năm thứ nhất, nghĩa là bọn em yêu nhau là 6 năm. 6 năm. Vâng, cưới nhau ở nhau mấy năm? Cưới 3 năm và ly hôn 1 năm, ly thân 1 năm và tổng là 10 năm. Một mối tình như thế mà có một đứa con nữa mà ly hôn chắc là nó xảy ra một cái mâu thuẫn lớn lắm đúng không em? Nói chung là trước đây ấy, khi mà bọn em mà còn trong tình yêu ấy thì là bọn em yêu nhau ở thời sinh viên, nên là cái tình yêu ở thời sinh viên mà khi mà tình yêu mà lúc mà hai đứa đi làm rồi thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Và khi mà có gia đình này về xong rồi là còn con cái, xong rồi là em thì lại chú tâm công việc của em, còn vợ cũ của em thì là cũng chú tâm công việc. Nói chung là hai người là ít nói chuyện, ít tiếp xúc, rồi là nhiều khi là nó có thể là nó xảy ra những cái cuộc cãi vã nhỏ thôi anh, nhưng mà nhiều khi là trong những chính như từ trong những cuộc cãi vã nhỏ đấy ấy, thì là nếu mà bình thường thì là mình sẽ không nói những cái lời mà nó khá là nặng, nhưng mà nhiều khi mà có những cuộc tranh chấp nhỏ như vậy rồi thì đôi khi mình lỡ miệng nghe anh là mình sẽ nói ra những cái lời nó hơi nặng thêm một xíu, và càng ngày là làm tình cảm ấy là càng ngày nó càng giảm sút đi. Và cuối cùng là bọn em nó quyết định là bọn em ly thân. Và sau khi bọn em ly thân 1 năm rồi và cả hai bên là đều vẫn không thể nào hàn gắn được, và rồi đến năm 2018 thì là bọn em ly hôn. Rồi coi như là ly hôn là mấy năm, 4 năm rồi ha. Dạ. Đó là đường tình của bên đây. Mời nhà gái. Mình bao nhiêu mối tình rồi con? Em có tổng cộng là 3 mối tình. Em cũng từng có kết hôn rồi ạ. Cách đây 14 năm trước. Hiện tại em cũng đang là single mom và có một bé gái 14 tuổi rồi ạ. Dạ em yêu sớm. Dạ em yêu sớm. Năm đó chứ hồi lớp 12 ạ. Năm 12. Tụi em kết hôn bao lâu thì ly hôn? Dạ kết hôn được hơn 2 năm thì đã ly hôn rồi chị. Dạ.
lúc đó em còn nhỏ quá, với cả có xung đột giữa hai bên gia đình đó. Là anh trai của em mất thì bên chồng cũ của em là đạo Thiên Chúa, còn bên gia đình của em thì đạo Phật. Thì lúc anh trai em mất thì 49 ngày, mẹ em có muốn là em về để chịu tang anh nhưng mà mẹ chồng em không chịu, nói là đợi để về Tết chơi luôn. Thì hai gia đình có xung đột từ đó và có nhiều xung đột khác xảy ra, là nên là một năm sau là em ly thân, sau đó là ly dị luôn, cũng được 11 năm rồi ạ. Cái gì nó qua rồi, nó là một cái kỷ niệm. Dạ. Ha. Chị biết là em cũng rất là đau lòng khi mà cái kỷ niệm đó, cái nỗi đau đó nó được khơi gợi lại. Nhưng mà không sao hết, chúng ta sẽ bắt đầu một cái cuộc sống mới. Trong 11 năm qua thì em có tìm hiểu thêm bất kỳ ai không? Em có tìm hiểu thêm cũng hai mối tình gọi là sâu đậm, và cũng có nghĩ tới là chuyện kết hôn. Nhưng mà chắc là do số của em đó, mọi người nói là duyên số thôi. Tình cảm nó chỉ tới đó thôi, đến lúc một nào đó, một lúc nào đó cái tự nhiên cái tình cảm nó hết đi á chị. Xong rồi cũng trong những cái tình cảm mà cũng không có thể xung đột gì xảy ra, nhưng mà tự nhiên cái hai người chia tay với nhau. Dạ. Con gái ở với ai? Dạ, trước đây thì bé của em ở với bà ngoại. Khi mà anh trai của em mất thì ba mẹ em ở một mình rất là buồn, nên em đưa bé về ở với bà ngoại, giống như con gái của bà ngoại, cũng được 11 năm rồi ạ. Dạ. Hiện tại thì em với bên gia đình chồng về cái chuyện mà nuôi lo lắng nuôi nấng bé thì cũng chung hòa với nhau hết chị. Còn ai cũng có trách nhiệm hết. May quá. Dạ. Thế thì mong muốn của em với một cái người mà sắp sửa sẽ coi như là đi cùng với em á, dạ, đồng hành cùng với em á, em mong người đó như thế nào? Em mong muốn là tìm được một người họ có thể cảm thông và chia sẻ được với cái hoàn cảnh của mình đó chị. Rồi một người đó biết chăm lo cho gia đình. Bản thân của em là em so với đồng trang lứa thì em trẻ. Thật sự là có nhiều bạn rất là nhỏ tuổi muốn tìm hiểu, nhưng mà em cũng mong muốn là một người họ có thể chia sẻ được với mình những cái hoàn cảnh của mình để vun đắp cho nhau ạ. Dạ. Em có cái mẫu hình lý tưởng nào không? Em mong muốn tìm được một người họ, một người đàn ông họ trầm tính một chút xíu, tại vì thật sự là tính của em cũng hơi năng động, cũng năng động, cũng hay nói nhiều. Một người đàn ông ngoại hình như thế nào? Về ngoại hình thì cao hơn em khoảng từ 1m7 là ok rồi ạ. Cũng không cần phải đẹp trai hay gì hết, nhưng mà biết ăn mặc là được chị, gọn gàng. Rồi vậy thôi. Có cái điều gì em không thích không? Về đàn ông em không thích là nhậu quá nhiều ạ. Ví dụ đi nhậu về công việc thì có thể một tuần đi nhậu 1-2 lần về công việc thì có thể được, nhưng mà khi mà đi uống á, thì mình phải biết điểm dừng và biết về nhà. Không quá nóng tính, cộc tính. Dạ, vậy là được. Rồi, bây giờ chị sẽ bước qua nhà trai để chị coi là cao ráo như thế nào. Dạ. Rồi chị sẽ tìm hiểu thêm về tính tình như thế nào ha. Dạ. Nhưng mà bên kia em thích người đàn ông nói nhiều quá. Đây ta làm sao ta nói suốt luôn rồi đó. Mà nói trong công việc được đúng không em? Dạ, ý là đừng có nói nhiều về những cái vấn đề lan man là được. Có. Dạ. Với công việc thôi. Chào nhà trai. Dạ, chào chị ạ. Ừ. Cao ráo nè. Trai phong độ. Ừ, dễ thương mà. Nói chuyện tốt, giao tiếp tốt. Nghe hoàn cảnh bên kia thấy thương không? Dạ. Nói chung là em cũng cảm thấy, nói chung là hai bạn còn rất là trẻ. Và kết hôn rất là sớm. Bạn kia 20 tuổi kết hôn là sớm quá. Đấy, anh chưa nghe rõ là bên kia là có con. Có con rồi, em bé 14 tuổi. Ở với ai? Ở với bà ngoại. Con của em ở với ai? Dạ, ở với lại vợ cũ của em. À, ở với vợ. Em có thường xuyên gặp con không? Dạ, em chỉ nói chung là trước đấy thì em cũng có nhiều lần là em điện trực tiếp về để em nhắn tin cũng như là gọi điện cho vợ cũ, bảo là sắp xếp thời gian để em chỉ cần làm sao mà mỗi một buổi tối để cho em nói chuyện với con một chút thôi. Nhưng mà em cứ thấy là vợ cũ của em là gần như kiểu là né tránh ấy. Xong rồi những lúc em gọi thì lại bảo là em đang không có nhà nên không gặp được con. Nên là thực ra ấy, là em chỉ có thể gặp được con khi mà con về chơi với ông bà nội ấy. Thì là bé mới lấy máy của bà nội để gọi em cho em. Em biết sao không? Có thể là do cái người phụ nữ khi mà người ta đối diện với một cái sự việc, một cái sự kiện nó còn quá mới, người ta chưa chấp nhận được, người ta chưa quen được. Nên là thôi thì mình thương con, mình cứ cố gắng, mình kiên nhẫn, mình chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Khi mà người vợ cũ của mình họ đã có thể ổn định về tâm lý rồi thì họ sẽ hiểu ra được cái em cần là gì, và họ cũng hiểu được rằng con là nó cần cái gì. Cứ
cứ cố lên em ha. Mình đừng có vì cái chuyện đó mà mình tức giận rồi mình sẽ nói những cái điều mình đã từng nói những cái lời không hay để mà cả hai chia tay rồi. Thì bây giờ mình cũng đừng vì cái chuyện này mà mình nói những cái lời không hay để con nó nghe được, nó buồn tội nghiệp ha. Cố lên, cái gì cũng phải cần có thời gian thì người ta mới nguôi ngoai được nha. Cái này là tại vì chị lấy tâm lý của người phụ nữ thôi ha, một người cũng từng đổ vỡ em nha. Dạ. Rồi bây giờ bạn gái bên kia chia sẻ về những cái mong muốn để có một cái người đàn ông bầu bạn với mình, thì em nghĩ rằng là mình có đáp ứng được không? Dạ có, tại vì là em cũng rất là thích tâm sự ạ. Đặc biệt đi là khi mà hai người mà đã xác định tìm hiểu này, rồi là yêu thương nhau, thì cái việc tâm sự nó là cái việc cực kỳ quan trọng ạ. Chính vì cái lý do mà em với vợ cũ của em chia tay nhau là cũng là vì hai người quá ít tâm sự với nhau. Tụi em không có đối thoại được với nhau. Dạ. Rồi bây giờ cố gắng mình đối thoại nhau nhiều em nha. Ừ, dạ. Sao tự nhiên người... câu chuyện của tôi nó đi vô bi kịch vậy, đi vô một nét nhạc buồn vậy ta? Quá. Nó trầm quá. À, nó lâu nữa, nó dài nữa. Xin lỗi. Bây giờ em muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Em ấy thì là em muốn là bạn gái thì tất nhiên là về vẻ bề ngoài thì là đối với em là không quan trọng rồi. Rồi. Còn là chỉ về là tuổi thì là ví dụ là tầm từ tuổi em mà. Tức là có thể là bằng tuổi em hoặc là nhỏ hơn em. Nói chung là bạn mà có làm được là em là có công việc là em làm trong giờ hành chính và em được nghỉ thứ bảy chủ nhật, nên là em cũng rất là muốn là tìm một bạn nữ mà bạn ấy cũng có cùng với thời gian làm việc giống như em ấy. Xong rồi là thì là để ví dụ là sau này thì bọn em mà có thể là có thời gian rảnh nhiều hơn để hẹn hò với nhau nhiều hơn. Công việc của em chào em gái. Dạ em chào anh. Công việc của mình thì từ mấy giờ tới mấy giờ? Công việc của em thì hiện tại thì em chỉ là đang học nghề thôi ạ. Học nghề thôi. Sau này em dự định là sẽ mở spa riêng. Ừ. Dạ vâng ạ. Đấy, tự do, muốn gặp giờ nào gặp. Giờ đi học tới đón về được không? Đưa dạ. Đi học được không? Đó, em mốt mở tiệm riêng nữa, spa riêng nữa, muốn tới chừng nào tới. Được không? Dạ. Quá được đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ mình đi với ai em gái? Dạ, hiện tại thì công việc của em là thứ bảy chủ nhật đó, không có nghỉ được nên là bạn bè của em không tới được. Rồi. Yên tâm, không sao, có chị bên đây cần đó. Nghỉ thứ bảy chủ nhật, bên đây bị làm thứ bảy chủ nhật hơi căng à. Không có căng đâu, bây giờ mai mốt mình làm riêng mà. Em trai đi với ai? Dạ em đi một mình ạ. Một mình luôn, hai ta đều một mình, hy vọng rằng hồi hai ta chung một mình nắm tay. Nói gì á? Hai người nắm tay đi cùng một mình với một mình. Ta đi hai một... mình. Ừ. Nói lộn. Nói lại đi. Chúc về hai mình. Ừ. Đi một mình về hai mình. Đúng. Hai ba. Mở rào. Hơi trầm buồn hả? Trầm buồn quá, ngồi buồn ngủ quá. Vô một nét nhạc buồn. Mời em Sung lên à. Dạ, em chào anh. Chào em, thì lần đầu tiên gặp mặt thì anh cũng có một món quà để tặng cho em. Hy vọng rằng là con gấu này ấy, thì là em sẽ có thể là chút bầu tâm sự cùng với nó. Vui hoặc buồn ấy, thì là em hãy chút bầu tâm sự với nó. Còn nếu như sau này mà hai đứa mà có thể tiến xa với nhau hơn thì anh hy vọng là vui buồn thì em hãy tâm sự cùng với anh. Dạ. Còn khi em cáu gắt ấy, thì em đánh nó, đừng đánh anh đau, anh sẽ đau lắm. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Đây là thuốc thuốc vitamin bổ cho sức khỏe. Anh đi làm ở ngoài sale chắc là đi nắng gió nhiều thì sẽ cầm cái này cho. Dạ. Cảm rồi em. Bây giờ mình trổ tài mình hát gì cho nó vui vui cái đi. Cho em gái xem cái nào. Em sẽ gửi tới hai MC, bạn gái cũng như là tất cả mọi người một đoạn trong bài hát là Ánh Nắng của anh ạ. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Em gái hát lại luôn. Hát lại luôn. Em xin hát một đoạn trong bài bài hát của Hạ Nhi. Chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong di vắng nhạt nhòa vào mùa trăng đó. Trăng từ phương xa về những giấc mơ, tình đầu gặp gỡ rồi trọn đời tình còn nhớ, tình tha thiết đắm say.
ánh mắt ngây thơ nhưng du hồn du áo phóng sương anh vui tình duyên. Được rồi, bây giờ hai bạn về ghế ngồi đi. Đó, hai người xong ca được đó. Đưa đây. Bây giờ quay mặt lại, bắt đầu mình giao lưu với nhau nào. Cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau, nãy giờ nói chuyện qua cái hàng rào, hát tặng nhau rồi, bây giờ mình cảm nhận về nhau những giây phút đầu. Lúc nãy em chưa có nghe được là anh sinh năm bao nhiêu vậy ạ? Mình là sinh năm 1989. Vậy là hai đứa mình bằng tuổi nhau. Hiện tại quê anh ở đâu? Quê của anh thì là anh ở ngoài Thái Bình, nhưng hiện tại giờ anh đang làm việc và anh sống ở Bình Dương. Cụ thể là anh đang làm việc ở tại huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương. Là anh ở với gia đình hay anh ở một mình? Không, anh ở mình, anh thuê trọ vào trong này. Anh vô đây lâu chưa? Anh vô đây được hơn một năm rồi. Hồi trước thì trước giờ là em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà sau dịch đó thì em có về quê. Hiện tại thì nếu mà em học ở đây khoảng cỡ đến gần Tết là em sẽ về quê lại, Gia Lai lại. Quê em ở Gia Lai đúng không? Em cũng là người gốc Bắc, quê em ở Thái Nguyên. Nhưng mà hiện tại thì gia đình của em sinh sống ở tại Gia Lai. Tức nghĩa là em sẽ vào trong đây, em học, nhưng mà đến khoảng tầm gần cuối năm thì em sẽ về lại Gia Lai và em sẽ làm trực tiếp ở đúng rồi, em sẽ mở tiệm ở Gia Lai, tại vì nhà em ở Gia Lai. Lúc nãy em có nghe nói là anh cũng đã từng kết hôn rồi. Em cũng đã từng kết hôn rồi, thì con gái hồi trước đây thì sống với bà ngoại em, nhưng mà bây giờ em có nhà riêng rồi, em đang sống chung với con gái em cũng được 14 tuổi rồi. Thì em cũng nghe anh nói là anh có một bé gái không? Đúng rồi, bé gái như anh vừa mới học xong lớp 1, chuẩn bị lên lớp 2. Dạ. Thì anh có, nếu mà anh có nghĩ về cái việc bên xa không? Tại vì ở Gia Lai mà đi Bình Dương thì cũng khá là xa. Thực ra thì là cái ngành nghề sale của anh ấy thì nó sẽ không cố định là anh ở tỉnh nào cả. Tại vì trước đây là anh ở ngoài Bắc, anh cũng làm ở cái hãng sale này. Và khi anh chuyển vào trong Nam ấy thì là anh cũng làm hãng sale này. Mà hay nói một cách khác hơn ấy là hãng sale của bên anh ấy là nó phủ sóng toàn quốc, nên là kể cả là ở Bình Dương hay ngoài Bắc hay trong Nam hay là Gia Lai thì đối với anh thì nó rất là đơn giản thôi. Anh làm sale bên ngành gì ạ? Anh là làm sale của bên P&G, như là chuyên về những cái ngành hàng như là dầu gội đầu này, rồi là chăm sóc da này, chăm sóc tóc này, giặt xả rất là nhiều. Thì cái đấy thì em không cần phải lo. Tại vì thực sự là công việc của anh ấy thì anh ấy rất là chủ động. Và anh nói chung là anh sẽ sắp xếp được anh công việc của anh. Anh có hay đi nhậu không? Anh á, anh thì cực kỳ ít nhậu. Tại vì là vốn dĩ là khi mà anh ở ngoài Bắc, anh ở đây anh đã ít nhậu rồi. Và anh ở đây thì anh lại toàn làm việc với những người mà có gia đình hết rồi ấy. Đâm ra là bọn anh là đi làm từ thứ 2 đến thứ 7. Thì sau đó là mọi người cũng về với gia đình của họ à. Nên là anh cũng không biết là chơi cùng với ai và anh cũng không đi nhậu nhạt cùng với ai. Chỉ có văn phòng ấy thì là một tháng là anh em sẽ tổ chức nhậu một lần. Vậy thôi. Anh có khó tính, có gia trưởng không? Thường người Bắc thì em thấy hai gia trưởng, ba em là một người cực kỳ gia trưởng. Thực ra ấy, thì là ở nhà anh ấy, từ trước đến giờ mẹ là một người nắm toàn bộ về hay là chính xác hơn là mẹ nắm toàn bộ quyền lực ở trong gia đình. Và bố anh chỉ biết là mẹ bảo cái gì thì là bố đã làm theo như vậy. Và khi mà từ nhỏ mà anh lớn lên ấy thì anh lại học cái tính của bố quá là nhiều. Bố anh thì dạy anh nấu ăn này, dạy anh làm việc nhà, mà đáng nghĩa là những cái việc đấy đáng nghĩa là phải làm mẹ anh dạy cho anh. Nên là thực sự để mà nói là anh mà làm gia trưởng hay là như em nói thì anh nghĩ là chắc là không có. Vậy mẹ anh có khó tính không? Mẹ anh á, mẹ anh thì không khó tính, nhưng mà mẹ anh lại không dễ tính. Tính của em thì em rất là mê chơi game. Đó là lý do mà em ít bạn bè, mối quan hệ bên ngoài. Tại vì em chơi game đến nay chắc em cũng nghĩ là 16-17 năm rồi. Đa số là em nghiện game online. Trước đây cũng từng là livestream. Em chơi game gì? Trước đây thì em livestream game bong online, Liên Minh Huyền Thoại. Bây giờ em đang chơi Liên Quân. À rồi. Dạ. Vừa nãy anh có thấy là em nói là em biết nấu ăn đúng không? Dạ, em biết nấu ăn. Em nấu ăn cũng khá. Anh hỏi một chút là cái món ăn mà em nấu nhiều nhất là món gì? Những cái món ăn mà em nấu nhiều nhất là những cái món cơm hàng ngày, lẩu, rồi các món nhậu em đều nấu được hết. Trừ bún bò, phở bò, tại vì em không thích ăn mấy cái món đó. Rồi. Bây giờ mình nói cho nhau cái quan điểm rõ ràng luôn, quan điểm về hôn nhân gia đình. Tại vì mỗi bên nó đổ vỡ rồi, mình nói rõ cho nhau về quan điểm này để xem có hợp với nhau hay không. Thực ra là anh khi anh đăng ký tham gia cái chương trình Bạn Mối Ăn Hỏi thì là anh rất là muốn đến và
Hy vọng là chương trình anh sẽ đến đây anh sẽ gặp được một người và anh sẽ ý muốn của anh ấy là sẽ là quen, sau đó là yêu và nếu như mà được thì là sẽ tiến tới là hôn nhân. Thì không biết là nếu ví dụ như mà sau này mà hai đứa mà tìm hiểu nhau mà sâu sắc rồi ấy, thì là liệu em có thể là chấp nhận là em sẽ cưới sớm hay là em cưới muộn hay là ý của em như thế nào? Em có thể cho anh biết được không? Quan niệm của em á về hôn nhân á thì em cần một người đàn ông họ thoáng một chút xíu. Tại thật sự là trước đây em đã từng đi nước ngoài rồi. Em cũng đã từng đi nước ngoài rồi và cuộc sống của em ở thành phố Hồ Chí Minh này nó hơi thoáng so với cuộc sống của người Bắc á. Tại vì em quay về nhà thì em thấy là cuộc sống ở nhà em hiện tại cũng đang hơi khó. Những người đàn ông ở quê em cũng họ cũng hơi khó rất cao. Thì tính của em thì chỉ cần là một người đàn ông thoáng, suy nghĩ thoáng một chút xíu và thoáng trong cái cuộc sống hôn nhân á. Thoáng ở đây có nghĩa là mình không phải tính toán chi ly quá nhiều. Về thời gian để kết hôn thì em luôn sẵn sàng, gia đình em luôn sẵn sàng. Tại vì chỉ cần một người thích hợp thôi, còn lại thì gia đình em lo hết. Vậy chuyện con cái thì các bạn có hướng tới sinh con trai hơn gái nữa không? Thí dụ, hãy nói rõ quan điểm cho nhau biết luôn đi. Thật sự thì đã khá lâu rồi em cũng không có em bé. Thì em đã từng nuôi rất là nhiều chó. Em thích chó, những chú cún nhỏ nhỏ vậy ạ. Thật sự là rất là thích nhiều chó nên em nghĩ tới cái chuyện mà sinh con thì gia đình em không có con trai, cháu trai cũng không có luôn. Nên là ba mẹ em vẫn thích có một bé cháu trai, rất là thích. Thì em muốn là sinh thêm hai bé nữa. Thật sự nếu mà có khả năng thì em vẫn muốn sinh thêm hai bé. Và em vẫn muốn là ông xã của mình phải chăm sóc phụ phần mình những cái phần đó. Tại vì tính của em thật sự rất là cũng hơi công chúa một chút. Dạ. Về vấn đề đấy thì anh cũng hoàn toàn đồng ý thôi. Nhưng mà anh muốn hỏi em thêm một điều nữa là ví dụ như là em nói là lúc nãy em có hỏi anh là anh có thể chấp nhận tìm hiểu xa được không ấy. Thì anh nghĩ là từ Bình Dương mà em đang ở quận Tân Bình. Quận Tân Bình đúng không? Dạ. Thì từ Bình Dương mà phóng đến quận Tân Bình thì nó cũng gần nè. Thì không biết là những cái ngày cuối tuần mà anh được nghỉ thì không biết là em có thể sắp xếp để hai đứa thì có thể gặp mặt. Tại vì em đang học thôi. Cái thời gian của em nó có thể xoay chuyển đi rất là tiện, tùy vào mình thôi. Chứ nó không có phải giờ cố định giống như là mình phải đi làm. Nên là vậy. Rồi. Thế thì nói chung là cũng em cũng đã hỏi anh và anh cũng đã hỏi em rồi. Thì anh cũng cảm thấy là ngay sau khi mà mở hàng rào xong ấy thì là anh cũng cảm thấy là gặp được một người con gái mà anh cũng thật sự là rất là bất ngờ. Thì giờ đây, giờ này bất ngờ hơn nữa. Bây giờ các bạn đã nói chuyện với nhau rồi, hãy nhìn thẳng vào nhau 30 giây. Hãy nói cho nhau nghe tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Nói hết những cái gì mà mình mong muốn, mình chứng minh mình để cho cô gái có thể bấm nút hẹn hò với em. Sao run thế? Có run là có yêu, có hồi hộp là có chờ đợi, có hẹn hò. Thực ra thì là anh, cả anh và em, hai đứa đã cùng đổ vỡ một lần rồi. Để mà tìm ra cái công thức để mà thành công sau này ấy, thì là anh và em cần phải nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng mà anh đã có một cái công thức là anh sẽ không bao giờ thất bại. Mà công thức không bao giờ thất bại này ấy, thì nó lại nằm chính trong những cái điều kiện mà hồi nãy mà em nói ra với anh. Tất cả những cái thứ mà em nói ra anh đều có thể làm được. Và anh hy vọng rằng là ngày hôm nay hai đứa gặp nhau ở đây rồi thì đầu tiên thì nó cũng là một cái duyên đã. Và nếu như được thì là anh rất là mong muốn là cả anh và em hai người hãy cho nhau một cái cơ hội để anh có thể tìm hiểu em nhiều hơn. Nhưng mà em có một cái là anh là người thích nói nhiều nhưng mà em lại rất là hay giận. Nhưng mà trong cái thời gian mà em chơi game, thường em hay chơi game buổi tối, em lại không có nói gì, thì anh có đồng ý không? Ngoài thời gian chơi game ra thôi. Thế thì ví dụ như là hôm nào em chơi game ấy thì em hãy cho anh một cái thời gian cụ thể đi. Thường buổi tối á, em đi chơi khoảng cỡ 8 giờ tối đến 10 rưỡi tối á. Ok. Thì em hãy để cho anh ấy hai đứa. Giờ đó anh sẽ lo chăm con ngủ rồi em chơi. Hợp lý. Từ 8 giờ đến 10 rưỡi là anh chăm con để em chơi game. Là không ai đụng tới ai cả. Rồi ngoài giờ em chơi game ra thì em chăm con cho anh đi làm. Em nghĩ là bà ngoại chăm. Bà ngoại chăm, em cũng phải đi làm. Thật ra, nói thì thôi, chính lúc có con rồi
sao chơi được. Không lẽ bỏ con khóc rồi chơi? Thường hồi trước là chồng coi, em vẫn chơi. Đó. Lúc đó là em còn trẻ, nó khác. Bây giờ ở cái độ tuổi này rồi thì chị tin rằng khi em sanh con á, nó sẽ có rất là nhiều cái để em thay đổi. Và quan trọng là em gặp được một người đàn ông, họ có thể thay đổi được em. Dạ. Cũng hy vọng là tìm được một người có thể thay đổi được em những cái tật xấu với những cái sở thích đó. Tại vì ba mẹ cũng đang muốn tìm một người như vậy. Được không, em trai? Ờ, dạ được ạ. Được, rồi, chúng ta về vị trí. Tất cả những gì các bạn đã nói với nhau nghe rồi, về những gì chưa được và những gì được, ưu điểm, khuyết điểm biết hết rồi. Đã ngồi nói chuyện rất lâu, bây giờ chúng ta chỉ nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không, xem đây có phải là người mà mình cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời hay không. Nếu chúng ta cảm nhận được có một chút gì đó rung động về con người này thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Bên đây nè cơ. Chúng ta không còn thời gian nữa, bởi vì các bạn cũng đã lỡ một chuyến đò rồi. Nếu được, hãy bấm nút cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn cho ngày gặp mặt. Còn ngay cái lúm đồng tiền. Em cho phép anh nhé. Hai bạn hợp với nhau lắm đó. Thật ra là rất là hợp với nhau luôn. Về đẹp trai đẹp gái nè ha. Về hoàn cảnh nè. Về sự nỗ lực. Chỉ có một cái là chơi game nó không giống nhau thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng là cuộc sống thay đổi khi ta thay đổi. Số phận thay đổi khi chúng ta cố gắng thay đổi nó. Đơn giản như vậy. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chương trình. Cảm ơn em chị. Chương trình có một số phần quà tặng dành tặng cho các bạn.